thì cho con hỏi các loại cây ăn thịt nó biết bắt mồi nó biết cử động vậy nó có phải là một chúng sanh có tâm thức không à, cái này sư nói thẳng nha à, là kinh chú giải không có nói à, cái quan trọng là mình bây giờ mình xếp nó vào cái dạng gì nếu mà mình xếp nó vào cái loại mà thực vật á thì thực vật à, nói chung mà ở trong kinh gọi là cây cỏ đó thì nó là cái thứ không có tâm thức mà cái thứ không có tâm thức á, thì nó không được tính là một chúng sanh. À, quý vị biết có những thứ nó chuyển động mà nó có phải chúng sanh đâu? Từ ví dụ hoài mà sư ngại đó, à, mấy con sperm á, tức là cái cái, cái cái tinh binh của nam giới đó. nếu như mà quý vị nghiên nhìn đó, thì quý vị thấy là nó nó biết bơi chứ, nó biết bơi nó biết làm nhiệm vụ của nó là đi tìm tới trứng. À, đó, rồi một số cái loại vi khuẩn do thời tiết xanh đó nó biết làm nhiệm vụ của tụi nó nhưng mà tụi nó đâu phải là chúng sanh nha thì cái kiểu cây ăn thịt này thì sư cho rằng cái này là cá nhân sư cho rằng nó cũng y chang như vậy thôi mà tại sao cá nhân sư cho rằng đó là bởi vì uh, sư không thấy trong kinh có nhắc tới cây ăn thịt cái này nè mình lên google tra luôn đi lên google mình tra cái cái sự hoạt động của cây ăn thịt những cái cây nắp ấm rồi đó nói tiếp đi, nói tiếp đi. thì nhà khoa học người ta chứng minh được là tại sao nó hoạt động thì mình tìm hiểu thêm cho nên nó hoạt động không phải do tâm thức chỉ đạo mà do cái thứ bằng cái lồi nó vậy đó cái lồi cái chủng nó cái chủng cái chu cái, cái, cái cây nó như vậy giống như bây giờ mình thấy cái cây xanh á à, nó, nó cái hướng tàn lá nó hướng theo mặt trời thì do cái 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 cái, cái tầm cầu dục lục của, của cái cây đó nó như vậy và, và và những cái cây đó nó, nó thở dĩ nó nó tồn tại nó có mặt ở đời thế gian là do nó do thời tiết sinh ra chẳng hạn như tinh trùng hồi nãy nói hay là vi khuẩn đó là do nghiệp à do do do, do, nghiệp có một số do thời tiết ví dụ như con virus cảm do thời tiết sinh ra thì nó còn một chúng sanh đó, nó phải có sắc mạng quyền và sắc và danh mạng quyền mà ở đây á cây cỏ nó không có sắc mạng quyền cho nên nó không phải chúng sanh cái tâm thức hoàn toàn nó không có không 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 thể gọi cái cây là là chúng sanh được bởi vì thiếu như rất là nhiều yếu tố để cấu hình nên một cái chúng sanh mà ở đây á, mình không có học diệu pháp nói ra mình không hiểu nhưng mà mình mình biết cái là cây không có chúng sanh nếu chúng sanh này ăn cỏ ăn rau phạm tội luôn sao cắt cắt cây lau lan ăn này sao được Thế nên cây không phải chúng sanh hoàn toàn nó không có sự sống